Mình đang ở khách sạn Chapacham Hotel, rất đẹp. Hình như khách sạn này mới xây. Đó, mọi người đang ăn sáng, rất đông. Bây giờ mình ra xem cái view này. Ui, đẹp quá. Ui, đẹp quá. Wow, view này chật đấy. Quá chất. Sẽ đi vòng cho nào. Đây là nhà hàng ăn sáng ở phía trong. Mọi người đã ăn. Ồ, đẹp quá. Còn đây là view phía ngoài. Mấy năm không lên Sapa, thay đổi quá nhiều, 4 năm. 4 năm rưỡi từ đầu 2018. Sao rất đẹp. Lần sau đến mình sẽ ở đây. View rất đẹp, các bạn không? Cứ đẹp, bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.